Dù là một người thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư, chuyện tình yêu, nhưng Lệ Quyên lại rất hiếm hoi nhắc về gia đình. Người hâm mộ chỉ biết rằng nữ hoàng phòng trà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là văn công, còn mẹ là một nghệ sĩ hát kèo. Thế nhưng khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7, Lệ Quyên lại bất ngờ nhắc tới đấng sinh thành trên trang cá nhân với dòng trạng thái đầy tâm trạng. Theo đó, hôm nay 2 tháng 6 âm lịch là ngày rỗ bố của nữ ca sĩ không bao giờ con quên được thời khắc này, 12 năm trước con mất bố. Mẹ con con quýnh quán, mỗi người một việc lo cho bố trong đêm khuya vắng tanh. Dù chuẩn bị tâm lý nhưng không ai tin là bố sẽ đi. Bố ơi, con biết, bố đã luân hồi từ lâu rồi, bố nhỉ. Nhưng kiếp này, bố là bố của con, duy nhất. Mãi thương nhớ bố, mùng 2, 6. Có những nỗi đau không bao giờ lành lệ quyên trải lòng. Lệ Quyên bất ngờ nhắc tới đấng sinh thành trên trang cá nhân. Nestiren đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn với Lệ Quyên. Mặc dù bố ruột đã ra đi từ 12 năm trước, nhưng nỗi buồn mất người thân của Lệ Quyên vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cô xem đó là nỗi đau không bao giờ lành. Dù đăng lúc 2 giờ sáng, nhưng dòng trạng thái của giọng k 8X vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và bạn bè. Nhiều người đã gửi lời động viên, chia sẻ với nữ ca sĩ bên dưới status. Lệ Quyên từng kể mẹ cô là người gốc Hà Nội, còn bố cô gốc Hải Phòng. Lệ Quyên sinh ở Hà Nội, hồi cô còn nhỏ, vì gia đình gặp chuyện không may nên phải chuyển lên Thái Nguyên sống một thời gian. Trong live show năm 2020, nữ hoàng phòng trà lần đầu đưa mẹ mình lên sân khấu biểu diễn thỏa mãn ước mơ từ khi còn trẻ của bà. Tuy nhiên tại sâu diễn, Lệ Quyên đã nhờ kỹ thuật ánh sáng sân khấu che đi khuôn mặt mẹ, tránh bà bị nổi tiếng bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, Giọng ca sinh năm 1981 đang trở lại Hà Nội để thăm non mẹ ruột hơn 80 tuổi của mình. Hình ảnh hiếm hoi của Lệ Quyên bên mẹ ruột hơn 80 tuổi. Trong live show năm 2020, Lệ Quyên đã đưa mẹ lên sân khấu biểu diễn để thỏa mãn ước mơ của bà. Những ngày gần đây, Lệ Quyên đã trở lại Hà Nội để thăm non và chăm sóc mẹ. Ảnh, Facebook nhân vật, siêu tầm.